hôm nay tôi trở về thăm trường cũ. Nhiều nét đổi thay tường mái rêu mờ, bên hiên hàng giờ tìm những bạn xưa. May ra có còn đôi đứa vẫn yên vui sống đời học trò. Bâng khuâng đời chờ người sao chẳng đến, hỏi lá hỏi hoa chỉ thấy im lìm. Cây dương đầu trường còn khắc hàng tên, hoa leo phũ phàng răng kín tiếng ve dù nghe vời buồn thêm. Bạn cũ xa rồi, có người về đất buông xuôi, nằm ba đứa bạt phương trời, hai thằng chờ đâu quân năm tới. Ve ơi hát gì điệu nhạc lắm đi, khóc người biển biệt sơn khê. Cố nhân đi bao giờ mới về, hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mới. Thầy đó trường đây bạn hiểu đâu rồi, bao nhiêu kỷ niệm hoa vương ngày thơ, vang trong nỗi niềm nhung nhớ. Có ai đi thương về trường xưa. Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ, nhiều nét đổi thay tường mái rêu mờ. Bên hiên hàng giờ tìm những bạn xưa, may ra có còn đôi đứa vẫn yên vui sống đời học trò. Bâng khuâng đời chờ người sao chẳng đến, hỏi lá hỏi hoa chỉ thấy im lìm. Cây dương đầu trường con khắc hàng tên, hoa leo phũ phàng răng kín tiếng ve dù nghe vời buồn thêm. Bạn cũ xa rồi, có người về đất buông xuôi, nằm ba đứa bạc phương trời, hai thằng chờ đâu quân năm tới. Vé ơi hát gì điệu nhạc lắm đi, khóc người biển biệt sơn khê. Cố nhân đi bao giờ mới về, hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mới. Thầy đó trường đây bạn hiểu đâu rồi, bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày thơ, vang trong nỗi niềm nhung nhớ. Có ai đi thương về trường xưa. Thank you.
bạn yêu thương. Thời gian thấm thoát khoai đường, nó đi đi mãi, không chờ đợi ai. Thế là 50 năm đã đi qua. Từ năm 1974, tại nơi này, chúng ta là những học sinh sư phạm Đà Nẵng hai, đang ở lứa tuổi 18 đôi mươi. À, xin nha, những người chào mừng thầy Đông Trình đã đến, những người chào vỗ tay ạ. À. À, mời tất cả các bạn đứng lên vỗ tay để chào thầy Đông Trình đã đến với chúng ta. À, xin nha, kính mời thầy và các bạn chúng ta an toàn. Chúng ta tiếp tục ạ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nó đi đi mãi không chờ đợi ai. Thế là 50 năm đã trôi qua, 1/2 thế kỷ, nửa đời người. Từ năm 1974 tại nơi này, chúng ta là những cựu giáo sinh, chúng ta là những giáo sinh sư phạm Đà Nẵng có hai, đang ở lứa tuổi 18 đôi mươi, tràn đầy sức sống, hăm hở bước vào đời với bao nhiêu ước mơ, khát vọng và mở ngỡ trước cuộc sống, được trải giữa mơ hoài bão về một tương lai phía trước với thiên chức là nhà giáo. Đến nay 2024, chúng ta đã về hưu gần 10 năm, tan hưởng tuổi vàng của cuộc đời. Hôm nay trong thời điểm này, chúng ta là ngồi tại đây, ngôi trường mà chúng ta đã học cách đây 50 năm, để ta ôn lại những kỷ niệm mà chúng ta đã từng sống, từng trải qua. Xin thay mặt ban tổ chức lớp, chúng tôi xin hân hoan nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô, quý vị đại biểu và các bạn đã dành thời gian về dự họp mặt. Kính chúc quý vị sức khỏe dồi dào và chúc buổi họp mặt của chúng ta thành công tốt đẹp. Chương trình của chúng ta gồm có là lời chào mừng, giới thiệu đầu sang, mời thầy phát biểu, tặng quà, chụp ảnh cho thầy cô, quý vị đại biểu và các bạn trong lớp. Thì lúc này chúng ta sẽ là chụp ảnh của khu vực, sau đó là phần phát biểu của các khu vực và chúng ta liên hoan văn nghệ. Bắt đầu chương trình là cái phần lời chào mừng. Thì kính thưa các bạn, là lẽ ra bà Đỗ Phát là trưởng ban liên lạc của phố 2 sẽ làm phần này, nhưng hôm nay là bà Đỗ Phát ốm đột xuất lên đường, cho nên tôi thay mặt cho ban liên lạc là đọc lời chào mừng của ban liên lạc mà bạn Đỗ Phát đã chuẩn bị. Lời chào mừng nhân kỷ niệm 50 năm ngày ra trường lớp sư phạm Quá Hoa, sư phạm Đà Nẵng. Kính thưa quý thầy cô, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các bạn thân mến. Mới đó mà đã nửa thế kỷ trôi qua, đi từ những cầu giáo sinh tuổi đôi mươi, nay đã là những ông lão và lão ở tuổi ngoài thất thập. Quả là thời gian không đợi chờ một ai, không để cho một ai thoát ra một cái luận sinh tồn trong xã hội. Hôm nay chúng ta một mặt thắm tình nơi đây dưới mái trường mà 50 năm trước chúng ta đã đến để theo học. Thời gian, không gian thay đổi hoàn toàn, chỉ còn những kỷ niệm êm đềm của những ngày xưa và cộng đồng lại trong tâm trí của mỗi người chúng ta những kỷ niệm tươi đẹp của những ngày cùng ngồi dưới mái trường sư phạm. Những kỷ niệm ngày xưa ấy không bao giờ phai nhạt, không bao giờ mất đi, mà trái lại vẫn còn hiện nguyên vẹn cho dù thời thế đã làm thay đổi. Dẫu biết rằng trong chúng ta ai cũng chọn cho mình một hướng đi riêng phù hợp với từng hoàn cảnh, từng nếp sống suy nghĩ, từng sự trải nghiệm riêng của từng người, nhưng chọn con đường để trở thành nhà giáo là phù hợp nhất. Để đứng vững ở con đường sư phạm, đòi hỏi mỗi chúng ta phải hình thành nhân cách, quan niệm sống,
phải biết dấn thân làm con người tử tế. Bởi nhà giáo luôn đề cao sự tự trọng, rèn phẩm giá làm người, xây dựng cho mình một hoài bão trong sáng, không chỉ cho riêng mình, cho gia đình, cho xã hội, mà nhất là cho lớp học trò, luôn nhìn vào nhà giáo như là tấm gương trong sáng để học tập, để giỏi thêm. Chúng ta có quyền tự hào đã đào tạo biết bao lớp học trò trưởng thành, có chí hướng, có niềm tin, sống hòa nhập cộng đồng, tiếp bước các thế hệ đi trước, sẵn sàng cống hiến để cuộc sống có ý nghĩa hơn, để cuộc đời tươi đẹp hơn, để con người luôn xích lại gần nhau, gắn kết với nhau bằng tất cả chân tình, nhân hậu. 50 năm đã qua, đã cho chúng ta biết bao suy ngẫm về thân phận là người, về tư cách, tác phong nhà giáo. Sự hiện hữu với thời gian, sự kết hợp với nhau bằng tình bạn thủy chung, cùng chia sẻ buồn vui, cùng quan tâm về mọi lĩnh vực của đời thường, sự gần gũi vô cùng thân thiện đã làm cho tình bạn khóa 2 sư phạm Đà Nẵng năm 1972-1974 có nét độc đáo, thấm đượm nghĩa tình, gắn bó keo sơn. Chắc chắn chúng ta gìn giữ mãi những gì đã có, đang có và sẽ còn có trong tương lai. Chúng ta chưa lường trước sẽ còn gặp nhau bao nhiêu lần nữa, nhưng nếu có đủ điều kiện, chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau. Bởi sự gặp nhau chân thành này là điều thuốc bổ dưỡng giá trị nhất để chúng ta cùng tin vào một ngày mai tràn ngập yêu thương, gắn kết sâu sắc. Chúng ta hầu hết đã ở trên lứa tuổi thất thập, còn có gì gặp nhau nơi đây cũng chính là nhờ hồng phúc của ông bà ban cho. Chúng ta trân trọng năng niu, chắc chiêu gìn giữ những tài sản vô cùng giá trị, tài sản không bao giờ mất đi mà mãi bên cạnh chúng ta đến suốt cuộc đời. 50 năm kể từ ngày chúng ta ra trường đến nay, thực sự là một quãng đời đầy ắp nghĩa tình sâu nặng. Mong rằng chúng ta tiếp tục phát huy, tiếp tục làm cho quãng đời còn lại ghi lại những dấu ấn đáng trân trọng, để mỗi người chúng ta cảm nhận đầy đủ hơn, thấm thía hơn, tin yêu hơn, tạo cho những tháng năm còn lại của một đời người thật sự có ý nghĩa. Nguyễn Du viết thân phận thứ kiều, 15 năm ấy biết bao nhiêu tình. Chúng ta tự hào đó rằng đối với tình bạn có ai sẽ bạn Đà Nẵng làm sao đó hết nghĩa tình sâu xa. 50 năm ấy tròn nghĩa tình thật gian. Nhân buổi gặp mặt này, chúng ta vô cùng trân trọng ghi sâu trong tâm khảm lòng tri ân thầy Nguyễn Du Soạn, các thầy cô khác đã quá vãng, cũng như trân trọng đầy nghĩa tình đối với thầy cô còn hiện hữu. Chúng ta vô cùng thương tiếc những người bạn cùng khóa đã bệnh viện về cõi bệnh thần, còn để lại cho chúng ta biết bao nhiêu tình thân đáng quý. Xin kính mời thầy, các anh chị em cùng các bạn chúng ta đứng lên dành một phút tưởng niệm đến thầy cô và các bạn đã ra đi. Xin mời các bạn đứng lên này. Phút tưởng niệm bắt đầu. Thôi, xin chân thành cảm ơn. Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn, chúc cho buổi họp mặt kỷ niệm 50 năm ngày đến trường có ai sư phạm Đà Nẵng đăng đầy kỷ niệm thành công viên mãn. Xin trân trọng cảm ơn. 50 năm vừa qua, biết bao tình cảm thân thương, và nơi đây, chính nơi đây các thầy cô cũng đã chấp cánh để chúng con bước vào đời. Và một trong những sự trưởng thành đó, hôm nay có những bạn là những người lãnh đạo tốt cán, có những bạn là những nhà thơ, và trong đó cũng có những bạn là nhạc sĩ Không Chiên. Và sáng nay chúng ta thấy đứng ngoài cổng với trời nắng không nào? Đó, chúng ta phải thưởng thức một chút cái nắng sân trường trước đây như thế nào. Và bây giờ anh Thái là xin được trình bày nhạc phẩm Nắng Sân Trường và bài hát do chính tác giả trình bày. Ngày nhẹ, bằng tình trao.
và mang lại một cái hồ thơ lai láng cho chúng con, đó là thầy Đông Trình. Bây giờ tiếp bước những cái hoài bão của thầy, thì trong đặc sắc này có rất nhiều bài thơ, và bây giờ sẽ có một bạn nữ trong lớp chúng em sẽ trong khóa chúng em sẽ xin được đọc một bài thơ do bạn sáng tác cho những người còn lại, và kể trong đó có một bài thơ của các bạn đã ra đi. Xin trân trọng mời bạn Xuân Hồng sẽ đại diện và xin được đọc bài một cái bài thơ của chính bạn sáng tác, và chắc chắn chắc không ngần ngại thì một tràng vỗ tay với thầy và các bạn nhé. Xin mời bạn Xuân Hồng.
đã đi và rút ra những bài học. Tôi chính bản thân mình, là chính. Còn ngoài ra, tất cả những công trình mình đã làm trong cuộc đời này, cống hiến trong cuộc đời này là một cách rất nghiêm túc, rất là bài bản, rất là chỉ thú cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Như các bạn ở đây, tôi cho là quá quý, đi, không nói được hết. Cho nên tất cả sẽ qua đi hết, vẫn giữ lại một cái điều mà hôm nay ở đây trong không khí này, gì bất biến ứng vạn biến. Đi qua nhà mình lên đây bao nhiêu cảnh huống nó tác động vào mình, nó bắt mình phải suy nghĩ về cuộc đời như thế này như thế kia không, nhất bất biến ứng vạn biến. Tức là tôi chỉ có một điều không biết được trong tôi đấy, tôi gặp một nhà giáo, một người thầy đồ pháp, có những cái phát biểu ở đây đồ pháp mới rằng ông bỏ tất cả những danh hiệu luật sư là ra hết, ông là một nhà giáo quá thôi, nhà giáo thôi, như thế thôi, chúng ta đến với nhau. Và còn bạn tôi hôm nay tôi có cảm giác nó hơi cô đơn vì một mình tôi thôi, bạn bè anh em có người đấy đi đâu hết, mang bạc hơn một phương đời. Nếu mà vẫn còn ấy, có cái tinh thần nhà giáo trong mỗi chúng ta không bắt được, tinh thầy nghĩa bạn, tinh lớp tinh trường quá đẹp, làm sao mà hết những cảm giác của tôi với các bạn. Ra điều tôi vẫn gặp những anh tất cả hóa vì và Hội An không thể không biết Phật của Phật. Hội An có bài thì là của tôi, nhưng mà Hội An tập trung ở tôi nói chuyện quá say mê đi, mà thôi là một người tôi đánh giá quá tài về khi có một người sẽ ở Hà Nông và tôi không nghe từ hôm nay có phần thu phần ra đây, tôi cho rất quý. Tôi với tư cách một nhà giáo và tự nhiên của Hán Văn, tôi biết Phật của Phật. Rồi còn qua đây những thái nhạc sĩ tôi phải hát những quốc cảnh, rồi những ai nữa trong tình liếm, rồi những quyền bây giờ về nghỉ hưu rồi mình phải hết tới những người những đủ nhận thức vân vân, những bạn bè đó là rất quý. Tôi rất mừng nghe hôm nay tôi không biết nói gì hơn nữa, lẽ là tôi nằm rồi không đi được nhưng cố gắng đi là vì chỉ bất biến ứng vạn biến. Tôi học sinh mới tôi vẫn đi, vẫn chính quyền mới xin lỗi không đi được chính quyền mới tôi chỉ nằm đó, nằm tiêm những cuộc đời rằng tôi đã đi những bước chân chủ của tôi đi như thế. Trong cuộc đời 45 năm của tôi làm hết sức mình, thực sự với lương tâm tôi, thực sự với lương tâm dân tộc, tôi không đi ngoài người đạo đó. Lương tâm dân tộc và lương tâm con người phải gắn bó với nhau và mãi mãi con tồn tại. Đấy là ước mơ của tôi về các bạn. Hôm nay các bạn đây cũng ba bốn mươi người nghe tôi đừng đi quá rồi, cuộc sống người đàn làm hết rồi, ai cũng sẽ đi về chỗ đất đai thôi. Nói như Phật Văn, ông thầy Phật Văn nói với tôi, tú bát tú lát tú can, tất cả sẽ qua đi, tú lát tú lát tất cả sẽ sống với nhau không thực. Con người sống với nhau không công thức nghe, trừ nhà giáo rồi cuối cùng là gì, cũng cá nằm dưới đất thiệt đơ rồi. Nên tôi rất mừng vì có anh vừa vui đi xuống không đau lòng khai muốn anh đã cần về vừa sống quê không ai ngồi rồi đặt đẹp bình dân. Và kính thưa các bạn, kính thưa thầy và kính thưa các bạn, chúng em xin được tặng cho thầy một bó hoa và một quà để ghi nhớ ngày mà chúng em được gặp thầy hôm nay. Xin các bạn một tràng vỗ tay các bạn nhé. Xin được cảm ơn thầy. Kính thưa thầy và quý vị khách, cái bó quà mà quý giá
là những lời chỉ bảo ân cần, những lời dặn dò rất là chân thương với chúng con, chúng em trong những ngày xa xưa. Vừa rồi là món quà vật chất và bây giờ món quà tinh thần, bộ mặt giáo sinh sẽ xin được tặng cho thầy. Bài hát này xin tặng cho thầy và xin tặng cho tất cả chúng ta, vì tất cả chúng ta đều là thầy cô. Cho nên đây là bài hát Cười Thầy, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tấn Huy, được trình bày qua tiếng Anh của bạn Trần Khoa. Xin một tràng pháo tay nhé.
xin mời quý anh trong ban đại diện cho ban liên lạc có một người đại diện.
sức của tôi thân lòng bởi vì tình cảm xúc động của ngày gặp mặt. Tôi xin được gửi đến tất cả các quý thầy, các anh chị lời chào và lời chúc sức khỏe. Xin được cảm ơn quý ông Liên đã vất vả xây dựng kế hoạch gặp mặt và tổ chức thực hiện buổi gặp mặt nhìn cảm xúc hôm nay. Những cái điều mà những cái kỷ niệm về ngày ra trường chúng ta cách đây 50 năm thì tôi đã viết trong cái hiểu rồi, cho nên là tôi sẽ không làm lại. Thì xin được cho gặp thêm với các chị có ý kiến thế này. Cái thứ nhất á, là có một cái niềm vui á, sau ngày ra trường á, thì đi làm việc ở nhiều nơi thì chúng ta có thể được gặp lại các anh các chị cùng khóa, hoặc là có đồng hành, hoặc là các anh chị cùng khóa của chúng ta. Khi tôi sau ngày thống nhất đất nước, tôi được bổ nhiệm làm trưởng ban điều hành của trường ở Hòa Phong á, thì cái người mà tác đắc lực của tôi ở trường ấy là anh Nguyễn Hồng Anh cùng khóa với tôi. Và sau này khi được điều động lên phòng giáo dục huyện á, thì tôi lại cùng với anh Ngô Tất Hiền và anh Trần Văn Tiến là ba người cũng rất chuyên môn phòng giáo dục. Có thể nói rằng là trong 5 năm liền, ba anh em chúng tôi á, là phụ trách chuyên môn chính của phòng giáo dục huyện. Và trong thời gian đó thì rất nhiều anh em cùng khóa chúng ta là những giáo viên nồng cốt các trường học, hoặc là các bộ quản lý các trường học, ví dụ như anh Đỗ Pháp này ở trường Đỗ Pháp này Bạch Sơn, anh Lương Lực là phó trường Hà Liên, anh Mai Tiến ở Hòa Xuân Hà Nam không ạ, và những anh chị em các trường học mình ở xa chứ. Rồi, sau này thì được điều động về phòng chức là hai người xa được. Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn, để rồi mai chia xa lòng chờ dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa. Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sau đi mau, xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi luyến tiếc đã xa rồi, bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười, những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian chờ. Sẽ còn mãi trong tim mọi người, để tình yêu ước mơ mãi không phai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm, để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Thank you.
nói tiếng cười, những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, cho bao khát vọng đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong